TV Ánh Sáng Tin Mừng với Phước Lộc, Cẩm Ánh, Thúy Loan và anh chị em thực hiện chương trình xin trân trọng và thân ái kính chào quý khán thính giả. Xin kính chúc quý vị được tràn đầy niềm vui và an bình trong Thiên Chúa qua chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng. Hôm nay ngày 14 tháng 7 năm 2013, theo lịch phục vụ Công giáo, hôm nay là Chủ nhật thứ 15 mùa thường niên. Các lễ đặc biệt trong tuần này gồm có: thứ Hai ngày 15 tháng 7, lễ Thánh Bonaventura, giám mục tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. Thứ Ba ngày 16 tháng 7, lễ Đức Mẹ Camilo, lễ nhớ. Thứ Năm ngày 18 tháng 7, lễ Thánh Camilo de Lenlis, lễ nhớ. Thứ Bảy ngày 20 tháng 7, lễ Thánh Apolinario, giám mục tử đạo, lễ nhớ. Chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng hôm nay gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, thánh nhạc phụng ca, tin tức giáo hội hoàn vũ, tiết mục người công giáo trong thế giới hôm nay, và sau cùng là phép lành hội thánh. Giờ đây xin kính mời quý vị cùng hiệp ý với chúng tôi dâng lời nguyện lên Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa chí thánh, chính vì tình thương yêu hải hà của Chúa mà chúng con được hiện hữu trên trần gian này. Mặc dầu chúng con hay sai lỗi, làm mất lòng Chúa, nhưng Chúa sẵn sàng tha thứ cho chúng con. Xin cho chúng con luôn biết tuyên xưng tình yêu của Chúa bằng những lời an ủi, khích lệ và mở rộng đôi tay giúp đỡ anh chị em chung quanh của chúng con. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý anh chị em đang thực hiện chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng luôn nhiệt tâm phụng sự Chúa trong khiêm nhu. Và nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành hồn xác xuống trên quý khán thính giả đang theo dõi chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng được tràn đầy ơn lành và tình thương yêu của Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có một người thân luật đứng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Người nói với ông: Trong lề luật đã chép như thế nào? Ông đọc thấy gì trong đó? Ông trả lời: Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và hãy thương mến anh em như chính mình. Chúa Giêsu nói: Ông đã trả lời đúng. Hãy làm như vậy và ông sẽ được sống. Nhưng người đó muốn bào chữa mình nên thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Nhưng ai là anh em của tôi? Chúa Giêsu nói tiếp: Một người đi từ Jerusalem xuống Jericho và rơi vào tay bọn cướp. Chúng bóc lột người ấy, đánh như tử rồi bỏ đi, để người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ một tư tế cũng đi qua đường đó, trông thấy nạn nhân, ông liền đi qua. Cũng vậy một trợ tế khi đi đến đó, trông thấy nạn nhân, cũng đi qua. Nhưng một người xứ Samaria đi đường đến gần người ấy, trông thấy và động lòng thương. Người đó lại gần, băng bó những vết thương, sức dầu và rượu, rồi đỡ nạn nhân lên lừa mình, đưa về quán trọ săn sóc. Hôm sau, lấy ra 2 quan tiền, ông trao cho chủ quán mà bảo rằng: Ông hãy săn sóc người ấy, và ngoài ra còn tốn phí hơn bao nhiêu, khi trở về tôi sẽ trả lại ông. Vậy theo ông nghĩ, ai trong 3 người đó là anh em của người bị rơi vào tay bọn cướp? Người thông luật trả lời: Kẻ đã tỏ lòng thương xót với người ấy. Và Chúa Giêsu bảo ông: Ông cũng hãy đi và làm như vậy. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, hẳn là anh chị em biết 3 tác giả của 3 cuốn sách đầu tiên trong Tân Ước là Matthew, Marco và Luca đều trình bày cuộc đối thoại của Chúa Giêsu với người thông luật về giới răn nào là giới răn quan trọng nhất. Thế nhưng khi nhìn kỹ vào các bản văn thì chúng ta sẽ thấy có một cái sự khác biệt rất rõ ràng trong cái sự trình bày của Thánh Luca so với Thánh Marco và Thánh Matthew. Cả 3 thánh sử
đều nói về việc một luật sĩ đến hỏi Chúa Giêsu. Nhưng mà trong phúc âm Matthew và Marco thì cái câu hỏi được đặt ra lại là giới răn nào lớn nhất? Dường như là cái người luật sĩ đó muốn tranh luận với Ngài. Còn trong phúc âm theo Thánh Luca mà chúng ta vừa nghe, nó lại bắt đầu bằng cái câu hỏi là tôi phải làm gì để được sống đời đời. Như thế, Thánh Luca đã không quan tâm đến việc tranh luận, cho bằng là quan tâm đến sự sống. Và hành động thế nào để có sự sống đó? Cái lối trình bày của Thánh Luca không phải chỉ là để biết, nhưng là để sống. Ở trong tin mừng Matthew và Marco thì luật sĩ đến hỏi Chúa Giêsu về cái điều mà ông muốn biết. Còn theo Thánh Luca thì người luật sĩ đó lại biết rõ về luật trời. Thế nên khi Chúa hỏi anh luật Môi-sen viết gì thì ông trả lời ngay: ngươi phải yêu mến Đức Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi. Và ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Ông biết. Và rồi Chúa Giêsu phải khen rằng: ồ, ông trả lời đúng lắm. Nhưng Ngài không dừng lại ở việc xác định là người luật sĩ đó biết rất giỏi, biết đúng, mà còn thúc đẩy anh ta đi xa hơn. Đó là: hãy làm như anh biết và anh sẽ được sống. Như vậy, kính thưa anh chị em, chúng ta thấy cái điều mà Thánh sử Luca muốn nhấn mạnh ấy là hành động. Và rồi Ngài đã liệt kê một lô các hành động mà người Samaria, cái giống dân bị người Do Thái tẩy chay, khinh miệt, không chấp nhận làm anh em. Cái người Samaria đó thấy một người Do Thái bị nạn, bị cướp đánh cho tơi bời, ông đã chẳng lòng thương. Nhưng không phải chỉ có thế, ông đã hành động. Hành động như thế nào? Ông lấy rượu cho uống, lấy dầu để thoa, rồi băng bó vết thương, rồi vực lên trên lưng con lừa, rồi đưa về nhà trọ, rồi thâu đêm săn sóc. Và sáng hôm sau lại còn trả tiền và trao phó người bị nạn cho ông chủ quán. Một loạt các hành động của người Samaria nó đã tương phản hoàn toàn với cái thái độ tránh qua một bên của vị tư tế, và cái hành vi cũng tránh qua một bên của thầy Lê-vi. Những cái con người này có thể biện minh rằng à, họ phải tránh qua một bên bởi vì sợ lỗi luật thanh sạch. Nếu như tay đụng vào người chết hay là người có thương tích là bị ô uế, và như vậy thì không được thi hành cái việc thờ phượng ở trong đền thánh, họ có thể lấy luận như vậy. Và phải chăng, thưa anh chị em, lắm khi trong đời sống đức tin hay trước những cái đòi hỏi của tin mừng, chúng ta cũng có những cái biện minh rất hay để tránh né hành động. Những hành động mà nó luôn đòi hỏi một cái lượng hy sinh hay là mất mát nào đó. Và rồi lắm khi không làm gì hết mà mình lại cứ cảm thấy yên tâm, cảm thấy mình tốt lành lắm. Có khi người ta nói: ở tôi phải lo cho gia đình, ở tôi không có thì giờ, hay là tôi làm thì sợ người ta nói thế này thế kia, làm dở thì người ta cười, làm hay thì người ta cho mình là show off, khoe khoang, thôi không làm gì hết cho yên. Thế nhưng thưa anh chị em, Đạo Chúa không chấp nhận cái thái độ thụ động tránh qua một bên. Đạo Chúa không chấp nhận cái thái độ hồn ai nấy giữ. Trái lại, ta phải làm một cái gì đó với khả năng Chúa ban, với ân lộc Chúa ban,
ta có nhiệm vụ phải hành động, và hành động để đưa những nạn nhân trên cái hành trình trần gian này về với quán trọ là giáo hội, về với chân lý là Đức Giêsu Kitô. Người ta có thuật câu chuyện như thế này, tức là cách đây là lâu, trong thời cách mạng Pháp, lúc đang có cái chiến dịch bài tôn giáo rất là mạnh, thì tại cái thị trấn có tên là Picardie ở bên Pháp, có một linh mục lớn tuổi rồi, một linh mục già. Một hôm ngài đi công chuyện gì đó và đang trên đường trở về nhà sự, vừa đi vừa mở sách Nhật tụng ra để đọc kinh. Có hai anh sĩ quan trẻ thuộc cách mạng Pháp cũng đang đi trên cái con đường đó. Rồi khi đi ngang qua cha xứ, hai anh nhận ra đây là ông cha qua chiếc áo trùng ngài đang mặc. Và hai anh đều tỏ cái cử chỉ mỉa mai chế giạo ông cha già, bởi vì từ lâu họ đã mất niềm tin nơi xã hội. Thế rồi vừa đi họ vừa trò chuyện, nhưng là toàn những chuyện chỉ trích các nhà tù. Và rồi chợt thấy có một người ăn xin ngồi bên vệ đường đang lên tiếng xin người quan kể lại giúp đỡ cho. Thì một anh sĩ quan mới nói với bạn của mình: ồ, cái ông cha già hồi nãy thế nào cũng sẽ đi ngang qua đây. Tớ dám cá với cậu là ông ta sẽ chẳng cho cái lão ăn mày này chút gì đâu, không thí cho một cái đồng xu nào đâu. Nếu không tin thì ta cứ rình ở đây mà xem. Và rồi cả hai liền trốn vào trong một cái bụi cây gần đó quan sát. Ít phút sau, có bóng ông cha già đi tới. Thế người hành khất cũng lên tiếng xin cha giúp đỡ. Vị linh mục đứng lại, đưa tay lục hết túi trên sang túi dưới, rồi ái ngại nói: thật là không may cho ông bạn, vì ta chẳng có một xu nào dính túi để chia sẻ với ông bạn. Nghe nói thế thì cái anh lính ở trong bụi cây rúc rích cười, anh nói: đấy, anh thấy chưa, tôi nói có sai đâu. Và rồi trong khi người ăn mày cứ tiếp tục khẩn khoản: này xin cha già rộng lượng, còn cha già thì cứ ấy nấy không biết làm sao. Chợt nhìn thấy cái bộ quần áo rách tả tơi của người ăn xin, vị linh mục đó liền nảy ra một ý. Ngài bảo ông ăn mày đợi một tí rồi sẽ trở lại ngay. Nói xong, ngài nhìn trước nhìn sau rồi chui tọt vào một cái bụi cây gần đó. Loay hoay một hồi, ngài bước ra, ân cần đưa cho người ăn xin chiếc quần dài và nói: ông bạn ơi, thôi cầm đỡ cái này, tuy nó hơi cũ một chút nhưng có lẽ nó cũng giúp cho ông bạn phần nào đấy. Nhớ đừng kể cho ai nghe nhé. Thôi chào anh, ta đi đây. Nói xong, vị linh mục già xốc lại chiếc áo trùng của mình như muốn kéo cho nó dài xuống thêm một tí để mà che bớt cái đôi chân bây giờ mất cái, tháo mất cái quần dài rồi. Sau đó ngài mở lại cái trang sách của giờ kinh phụng vụ đang đọc dở dang và tiếp tục đoạn đường đi về nhà sư. Thưa anh chị em, câu chuyện nó chưa hết. Mấy hôm sau, có hai người khách lạ đến bấm chuông nhà sư rất sớm. Họ đến xin xưng tổ. Và sau đó, cái đầu đuôi câu chuyện đã được thuật lại từ miệng của hai người khách và cũng là hai anh sĩ quan đó. Mãi một lúc sau, ngài mới thốt lên được: lạy Chúa nhân lành vô cùng, chỉ bằng cái quần cũ thôi mà ngài cũng đem về được cho con tới hai linh hồn. Tạ ơn Chúa. Thưa anh chị em, chỉ bằng cách quần cũ thôi mà đã đưa được hai tâm hồn về với xã hội. Chỉ cần bằng những cái việc làm đơn sơ chân thành thôi, người ta có thể đem các linh hồn về cho Thiên Chúa
về cho nước trời. Cái vấn đề là lắm khi người ta cứ lo ngại, sợ phiền hà, nên tránh né, không làm cho nhau những điều có thể làm được. Cha mẹ ngại mất công nên không muốn đưa con đi học giáo lý hay là đi sinh hoạt thiếu nhi. Các anh chị thân yêu sợ mất thời giờ nên tránh qua một bên mà đi, giống như là vị tư tế hay là vị trợ tế, khi mà thấy cộng đoàn giáo sư, ca đoàn, các lớp học đang cần sự giúp đỡ. Hay vợ chồng hoặc cha mẹ lắm khi cũng ngại, không dám làm một cái gì để giúp nhau sống cho đàng hoàng, đạo đức tốt lành hơn. Hay là người công dân lắm khi sợ mất giờ, mất công, mất sức, nên vẫn cứ dửng dưng và vô tâm trước những tác hại của vô luân, vô đạo, vô thật. Và hậu quả là cả một xã hội bị đánh đập tinh thần, dở sống dở chết. Thế nên, kính thưa anh chị em, chúng ta thử xét lại xem trong cuộc hành trình đức tin của mình, hay trên nẻo đường trần gian hiện nay của mình, có ai đang trong tình trạng bị bọn cướp là thế lực và mưu mô của ma quỷ của thế gian nó đánh đập cho sợ dở sống dở chết và đang cần cứu giúp không? Hãy chân thành xét mình và hãy nghe cho rõ lời mời gọi của Chúa hôm nay. Hãy làm đi, dù là một điều rất đơn sơ chân thành, anh cũng hãy đi làm để được sống. Amen.
Đức Thánh Cha Francisco mời những người vô gia cư dùng bữa tối. Tin Vatican, hôm 1 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã mời 200 người vô gia cư đến dùng bữa cơm trong tòa thánh. Qua vị đại diện của ngài là Đức Hồng Y Giuseppe Bertello, Đức Hồng Y đã nói với nhóm người vô gia cư trước bữa ăn rằng: "Tôi chào đón các bạn nhân danh Đức Thánh Cha Francisco. Các bạn biết đây là nhà của các bạn và ngài rất vui mừng khi các bạn có mặt ở đây." Bữa ăn tối được tổ chức ở hang đá Lộ Đức trong Điện Vatican. Đức Hồng Y nói: "Đức Trinh Nữ Maria đứng trước mặt chúng ta, là mẹ đang nhìn xuống chúng ta với lòng quý mến. Tôi cũng muốn dành lòng quý mến ấy cho mỗi người trong anh em ở đây và cho tất cả những ai săn sóc anh em với tình yêu thương." Bữa ăn tối này do Hội Thánh Phêrô tổ chức, đây là một tổ chức bác ái của Đức Giáo Hoàng. Và đây là một trong số những việc làm hàng năm của hội ở Roma, như là dấu chỉ cụ thể của lòng bác ái của Đức Thánh Cha. Cả nhóm được xe bus chở đến Vatican và có khoảng 122 thành viên của Hội Thánh Phêrô ra chào mừng họ. Dẫn đầu là ông hội trưởng Leopoldo Tolonia. Thực đơn của bữa ăn này là do các đầu bếp đến từ Naples đảm trách và các thành viên của hội phục vụ như những người giúp bàn cùng với vợ con của họ. Và ban nhạc Vatican Gendarmes trình diễn trong lúc họ đang ăn. Khi ra về, mỗi vị khách cũng nhận được một hộp bánh, một giỏ trái cây tươi và một chuỗi mân côi như là những kỷ vật. Hiệp hội Y tế Công giáo Hoa Kỳ chuẩn thuận luật cưỡng chế của chính phủ, bất chấp sự phản đối của Hội đồng Giám mục Tin Hoa Thịnh Đốn. Khi Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cương quyết không chấp nhận chương trình y tế bắt buộc cung cấp thuốc ngừa thai của chính phủ, thì Hiệp hội Y tế Công giáo đã chuẩn thuận sự bắt buộc của chính phủ. Hiệp hội Y tế Công giáo có hai vấn đề phải quan tâm. Một là xác định những cơ sở hay hãng xưởng nào thuộc về phạm vi tôn giáo. Theo nữ tu Carol Kean, giám đốc của Hiệp hội, thì vấn đề này đã được giải quyết xong. Vấn đề còn lại là bắt buộc các thành viên của Hiệp hội phải cung cấp chương trình bảo hiểm và dịch vụ y tế cho nhân viên của mình, bao gồm cả những điều khoản then chốt về luân lý đang bị chống đối. Ngày 28 tháng 6 vừa qua, chính quyền Obama đã ban hành luật liên bang, trong đó liên quan đến những vấn đề luân lý và lương tâm. Luật này đòi hỏi các công ty và các cơ sở thuộc mọi tôn giáo phải cung cấp chương trình bảo hiểm y tế cho các nhân viên, bao gồm việc ngừa thai, tiệt trùng và thuốc phá thai khi mới chớm có bầu. Cũng nên nhắc lại, các nhà thờ, các cơ sở tôn giáo và những nơi thờ phượng thì được miễn trừ khỏi luật này. Nữ tu Carol Kean viết, đây là một sự chỉnh sửa cần thiết, ít ra để các thành viên trong hiệp hội có thể chuẩn thuận, vì chúng ta không phải ký hợp đồng, trả tiền hay giới thiệu cho nhân viên về những dịch vụ ngừa thai. Tuy nhiên, sự chỉnh sửa này vẫn chưa được đáp ứng những yêu cầu của nhiều tổ chức lớn, trong đó có Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Dolan, Tổng Giám mục New York giải thích rằng sự bắt buộc của chính phủ sẽ đe dọa đến khả năng của giáo hội trong sự phát huy sứ điệp và tin mừng sự sống của Đức Kitô. Đức Hồng Y Dolan nói thêm, các nhà thờ và cơ sở tôn giáo thì được miễn trừ, còn các nhà thương, trường học và những trung tâm bác ái thì có được miễn trừ đâu. Và như vậy, sự tu chỉnh vừa rồi chỉ là một cách che mắt và rất mập mờ đối với dân chúng. Giáo xứ Phoenix tìm được niềm hy vọng sau thảm kịch cháy rừng tại Arizona, sau khi thành phố Prescott, Arizona đau buồn vì 19 nhân viên cứu hỏa thuộc hạng xuất sắc bị tử nạn, thì giáo xứ Thánh Tâm cũng đã điên đảo trong tuần vừa qua. Hôm 8 tháng 7, cha xứ Darin Marino nói với đài CNA như sau: "Tôi tin tưởng rằng dù người ta có phải chết cách nào đi nữa thì sự phục sinh vẫn là nguồn hy vọng của chúng ta." Những ngày vừa qua, giáo xứ của ngài đã gánh chịu nhiều thảm kịch làm cho mọi người gần như là tuyệt vọng. Ngay khi hỏa hoạn Dosi thiêu hủy hơn 10.000 mẫu rừng ở phía tây bắc Prescott, thì cha sở Darin Oss bị đứt mạch máu não. Cha phó Merlino vừa lên thay thì ngay hôm sau được tin một giáo dân tự tử. Kế đó là thân phụ của một người bạn thân của ngài qua đời. Khi những biến cố ấy vừa tạm lắng dịu thì hỏa hoạn Chanel lại bùng phát ở phía nam Prescott và tin tức cho biết hầu như toàn đội cứu hỏa đã tử nạn.
Cha Marino nói rằng, thật là khủng khiếp quá, gần một tuần lễ nhiều bạn bè của lính cứu hỏa bị tử nạn gọi đến hỏi thăm. Nhưng cha ngạc nhiên vì chưa có ai trong số nạn nhân trực thuộc giáo xứ của ngài. Theo thống kê thì thường hay có những người công giáo làm việc trong các đội lính cứu hỏa. Ngày hôm kia sau thánh lễ, giáo dân đến cho ngài hay là anh John Persin, người trong xứ là một trong những nạn nhân đó. Persin là người mới đến vùng Ranheim Houghton, rất nổi tiếng vì là một lực sĩ có tinh thần vui vẻ và đại lượng. Anh mới có 24 tuổi và vì mới đến giáo xứ nên chưa kịp ghi danh vào giáo xứ. Thân phụ của Persin chia sẻ rằng ông rất hãnh diện về anh trước khi làm công việc mà đài Ketu gọi rằng đầu tiên ra chiến trường lửa. Anh đã cầu xin cho anh và toàn đội được an toàn và anh đã viết trên Facebook như vậy. Giáo xứ đã dành phòng thể dục cho hơn 400 nhân viên cứu hỏa tạm trú khi họ tưởng niệm những người bạn tử vong. Trong thánh lễ Chủ nhật, cha Marino đã giảng về niềm hy vọng phục sinh và nhắc nhở mọi người rằng rồi một ngày kia chúng ta sum họp trên nước trời, đó là một thực tế. Đức Thánh Cha đã chia buồn với các nạn nhân xe lửa ở Quebec, tin Vatican. Vào ngày 10 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã hiệp lời cầu nguyện đặc biệt cho những nạn nhân vụ lật xe lửa ở Quebec hôm 6 tháng 7. Trong đó ít nhất có 15 người chết, một góc của trung tâm thành phố với hơn 30 tòa nhà đã bị phá hủy. Và cho đến nay 35 người vẫn còn được ghi nhận là mất tích. Đức Thánh Cha Francisco đã dâng các nạn nhân và gia đình của họ cho lòng thương xót của Chúa. Ngài cầu nguyện và gửi lời chia buồn sâu xa đến những người đã bị thương cũng như những người đang được cấp cứu. Ngài xin Chúa nâng đỡ và an ủi họ và gia đình trong lúc khó khăn này. Lời chia buồn của Đức Thánh Cha đã được gửi đến Hội đồng Giám mục Canada qua tòa khâm sứ tòa thánh ở thủ đô Ottawa. Tiểu sử Đức Cố Giám mục Francisco Xavier Nguyễn Quang Sắt, nguyên giám mục giáo phận Đà Nẵng. Tin Việt Nam, Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Quang Sắt sinh ngày 25 tháng 5 năm 1925 tại làng An Ngãi. Sau đó, ngài theo học tại Tiểu chủng viện Quy Nhơn từ năm 1938 tới năm 1945. Sau khi hoàn tất chương trình thần học, ngài được thụ phong linh mục ngày 9 tháng 8 năm 1956 cho giáo phận Đà Nẵng qua sự đặt tay của Đức cha Bi Quê Lợi. Đến ngày 6 tháng 6 năm 1975, ngài được bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận Đà Nẵng và được thụ phong giám mục cùng ngày. Đến ngày 21 tháng 1 năm 1988, ngài là giám mục chánh tòa giáo phận Đà Nẵng. Kể từ ngày 6 tháng 11 năm 2000, ngài được nghỉ hưu tại tòa giám mục giáo phận Đà Nẵng sau 57 năm trong thiên chức linh mục và 38 năm trong sứ vụ giám mục. Thánh lễ an táng của ngài được long trọng cử hành vào lúc 5 giờ sáng ngày thứ Năm, ngày 11 tháng 7 năm 2013 tại hang đá của nhà thờ chánh tòa Đà Nẵng. Trong thánh lễ an táng có sự hiện diện của rất nhiều giám mục và linh mục, nam nữ, tu sĩ và giáo dân đến từ nhiều miền của đất nước. Đức Thánh Cha Francisco ca ngợi Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, tin Vatican. Vào lúc 12 giờ trưa ngày 6 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 400 tham dự viên đến tham dự buổi lễ kết thúc tiến trình điều tra phong chân phước ở giai đoạn giáo phận cho Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hiện diện tại buổi tiếp kiến đặc biệt có Đức Hồng Y Ferro Tucson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, Đức Tổng Giám mục nghỉ hưu Stefano Nguyễn Như Thể của giáo phận Huế, Đức cha Giuse Võ Đức Minh của giáo phận Nha Trang, các chức sắc của Hội đồng Công lý và Hòa bình, cùng với các nhân thân hữu và tín hữu Việt Nam đến từ nhiều quốc gia. Sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Tucson, Đức Thánh Cha Francisco đã ca ngợi Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận như là chứng nhân hy vọng vẫn đang sống, không chỉ trong ký ức nhưng còn trong sự hiện diện tinh thần để đem lại sự chúc lành. Đức Thánh Cha nói tiếp, nhiều người đã làm chứng rằng họ đã được soi sáng qua sự gặp gỡ với vị tôi tớ Chúa Francisco Xavier. Có rất nhiều người đã viết ra giấy kể lại những ân huệ và dấu chỉ được cho là nhờ lời cầu bầu của Đức Hồng Y. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa về người anh em đáng kính này, người con của Đông Phương đã kết thúc cuộc hành trình trần thế trong khi phục vụ đấng kế vị Thánh Phêrô. Được biết rằng một ngày trước đó, tức ngày 5 tháng 7 vừa qua, tại hội trường tòa án của Tòa Giám mục Roma, với sự hiện diện của khoảng 300 người khách Việt Nam và ngoại quốc, cũng như 5 vị Hồng Y khác và một số giám mục, Đức Hồng Y Agostino Vallini,
giám quản Roma đã chủ sự buổi lễ long trọng kết thúc cuộc điều tra cấp giáo phận án phong chân phước cho Đức Hồng Y Francisco Xavier. Tại buổi lễ này, sau phần giới thiệu của vị công chứng viên của tòa án về các chức sắc hiện diện, tiến sĩ Valerie Hengelman, thỉnh nguyện viên án phong thánh của Đức Hồng Y Francisco Xavier đã long trọng tuyên thệ trung thành chu toàn việc chuyển tất cả các hồ sơ và tài liệu về tiểu sử, các nhân đức và các phép lạ của vị tôi tớ Chúa Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận mà tòa án đã thu thập được về bộ phong thánh. Sau đó hai hộp lớn đựng hồ sơ tài liệu được niêm phong và gắn xi đỏ đóng triện, kèm theo các văn kiện giới thiệu và biên bản buổi lễ kết thúc. Các thùng hồ sơ này chỉ được mở ra với phép của bộ phong thánh. Kính chào quý khán thính giả của TV Ánh Sáng Tin Mừng và Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Trong tiết mục Người Công Giáo Trong Thế Giới hôm nay, chúng ta sẽ trở lại với anh Tuấn về một đề tài hết sức là quan trọng và còn mang tính cách thời sự. Xin chào anh Tuấn. Dạ, xin kính chào cha và xin kính chào quý khán thính giả. Bữa nay chúng ta có đề tài gì? Thưa cha, thì chúng ta vừa mới nghe tin là hai cái tiểu bang Washington với Colorado mới hợp thức hóa cái việc sử dụng cần sa ma túy. Thì hôm nay chúng ta sẽ bàn về cái vấn đề này. Kính thưa quý thính giả, cần sa thì thực sự đã có từ lâu, nhưng mà người ta được biết đến nhiều nhất là vào những cái năm chiến tranh Việt Nam. Bởi vì khi ấy thì cái nhóm hippie, cái phong trào phản chiến ở Hoa Kỳ, họ sử dụng cái đó nhiều, rồi họ chuyển qua Việt Nam và qua đường những quân nhân, rồi cái đó lại còn qua bên Âu Châu nhờ cái nhóm Biro. Thì từ đó trở đi thì cần sa nó trở thành một cái vấn đề của xã hội, và cũng từ đó trở đi đó thì cũng có những cái tổ chức nó buôn bán cần sa để nó kiếm lời. Thì thưa quý khán giả, cần sa nó là một thứ chất độc, nó có tác dụng lên thân thể cũng như là trí óc của con người, và dĩ nhiên vì là ma túy thì hãy mà thử sử dụng thì thế nào nó cũng bị nghiền. Do đó theo truyền thống, việc sử dụng cần sa thì quả thực là nguy hiểm, do đó đã bị tất cả các xã hội người ta ngăn chặn. Nhưng mà những năm gần đây thì đã có nhiều cố gắng để hợp pháp hóa, và như đã nói, gần đây nhất thì là hai tiểu bang Washington và Colorado đã chính thức cho phép sử dụng cần sa ma túy. Và theo như là cái tìm hiểu thì có thể năm nay sẽ có tới 8 tiểu bang khác sẽ theo chân hai cái tiểu bang này. Trong khi đó thì luật liên bang vẫn ngăn cấm sử dụng cần sa ma túy. Dạ. Thì đó là cái điều mà chúng ta cần phải đặt ra trong cái xã hội Hoa Kỳ này. Việc sử dụng cần sa ma túy có nên hợp pháp hay không? Và những cái lợi của nó có thực sự có đáng để mình làm hay không? Vậy thì cái lợi của nó như thế nào? Theo như là những cái nghiên cứu của những cái nhóm mà người ta đề ra cái việc hợp thức hóa cần sa, thì là khi mà chúng ta cho sử dụng cần sa, thứ nhất là chúng ta có thể sử dụng cái đó như một kỹ nghệ để thâu tiền, để mà buôn bán và thâu tiền và lại đánh thuế trên nó nữa. Đó là một cách để kiếm tiền. Cái thứ hai nữa là nếu mà chúng ta cứ ngăn cản sử dụng cần sa ma túy thì chính quyền phải bỏ ra một số tiền để mà lo cho cái việc ngăn cản đó, rồi tòa án, rồi nhà tù vân vân, thì lại một số tiền nữa mất đi. Tính ra người ta nói tính tới tính lui thì hợp pháp hóa là cái điều lợi nhất. Hình như một số tiểu bang vẫn cho phép sử dụng cần sa trong vấn đề gọi là chữa bệnh. Dạ vâng, thì cho đến nay thì vẫn có 18 tiểu bang họ vẫn cho phép sử dụng cần sa, nhưng với tính cách là cần sa được sử dụng để chữa một vài thứ bệnh, nhưng mà con nghĩ khi đó người ta cũng bị lợi dụng rất là nhiều. Rồi có một điều nữa mà một số người nói rằng nếu như mà hợp thức hóa việc sử dụng cần sa hay là và buôn bán cần sa đó, thì cũng là một hình thức giúp cho việc gọi là giảm thiểu cái nạn kỳ thị, bởi vì người ta dựa vào những cái bản thống kê cho thấy rằng là
đa số những người bị bắt ghép tội đó là những thành phần giới trẻ là một, và thứ hai nữa là thành phần thiểu số là mẹ da Mỹ đen, da màu, mà da trắng thì ít hơn. Thì đó là người ta nói rằng là trong vấn đề mà hợp thức hóa thì cũng giảm thiểu vấn đề đó. Không, mà thực sự mà nói mà kỳ thị thì con thấy không có đúng cha. Tại vì theo như là cái những cái nghiên cứu đó thì người ta thấy những cái điều như thế này: những người mà sử dụng cần sa ma túy cũng là những tội phạm nguy hiểm nhất, cũng không cần nói là da trắng da màu, nhưng mà người ta, đó là những cái nghiên cứu của người ta. Thành ra tệ hại nhất là các thanh thiếu niên mà có dịp dùng cần sa ma túy thì khi mà họ lớn lên họ dễ trở thành những tội phạm. Thì cái đó là một cái nghiên cứu chung chung thôi. Cũng phải nhìn nhận là như thế này, họ nói có một phần có lý ở đó, bởi vì so với những người Mỹ trắng thì cái thành phần Mỹ đen hoặc là mẹ thì về vấn đề kinh tế tài chánh thì nó thu suốt, do đó nói chung là nghèo hơn. Và bởi vì nghèo thì do đó con đường dễ dàng nhất kiếm tiền được đó là con đường xịt ngay ma túy, buôn bán và sau đó sử dụng nữa. Dạ, thì về không lẽ là bây giờ chính quyền cũng bắt chước như vậy hay sao cha? Bây giờ nghèo quá rồi, bây giờ không kiếm được tiền, không lẽ bây giờ mình cho buôn bán cần sa, mình không có ngăn cản nữa? Vâng, anh nói về vấn đề tiền bạc thì bây giờ người ta cứ nghĩ rằng là nếu như bây giờ hợp thức hóa, ai cũng có quyền sản xuất, ai cũng có quyền trồng cần sa, ai cũng có quyền bán và sử dụng, và vì thế chính phủ tha hồ đánh thuế. Nhưng mà đương nhiên con người không có bao giờ mà gọi là dễ dàng để cho chính phủ đánh thuế cách, và vì thế cũng có những thị trường gọi là chợ đen, người ta tìm cách để người ta trốn thuế. Và vì thế có một thị trường chợ đen như vậy thì đương nhiên thế nào cũng có băng đảng trong đó, cạnh tranh băng đảng. Trong cái việc mà tìm hiểu về vấn đề hợp thức hóa, về vấn đề cần sa, sử dụng cần sa, buôn bán cần sa đó, bên châu Âu, đặc biệt là Hà Lan với Thụy Sĩ, như là đi xa hơn nước Mỹ nhiều. Dạ vâng, thì theo như tài liệu con đọc đó, thì con lấy thí dụ ở bên Hà Lan. Thì khi mà Hà Lan là một trong những cái quốc gia đầu tiên cho sử dụng cần sa, thì ngay sau khi cho sử dụng cần sa thì cái số người dùng cần sa đang từ 15% lên 44%. Thì lúc đầu đó thì vui lắm, bởi vì cả Âu Châu ùa vào Hà Lan, rồi thương vụ nó tăng lên. Nhưng mà đồng thời lại có những cái tranh chấp từ những cái nguồn cần sa, rồi đến bây giờ chính phủ Hà Lan lại phải bỏ tiền ra để mà giải quyết những cái vấn nạn xã hội từ cái cần sa. Mà chính họ cũng không ngờ là cái chuyện nó xảy ra như vậy. Đó, thì đó là một cái điều mà mình phải suy nghĩ. Bởi vì theo như tài liệu đó thưa cha, nếu mà cho Mỹ cho sử dụng cần sa như Hà Lan, hiện nay Mỹ sử dụng có khoảng 1/3 cái tổng sản lượng cần sa trung bình trên toàn thế giới. Nếu mà tăng lên từ 15% cho tăng lên 44% thì có lẽ Mỹ sẽ sử dụng hết cái nguồn cần sa hay sao? Và như vậy sẽ lại tạo ra một cái sự cạnh tranh rất là lớn lao. Và khi tạo ra cạnh tranh như vậy thì không biết là những cái chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng ta biết vấn đề sử dụng cần sa và mua bán cần sa, nước Mỹ là nước tiêu thụ là hàng đầu thế giới. Vâng. Và cái nguồn cung cấp đó thì đa số là từ ở phía Nam Mỹ, Trung Mỹ lên. Và do đó nước Mỹ luôn luôn có một cái mối quan hệ đặc biệt đối với các quốc gia Trung Mỹ và Nam Mỹ trong việc gọi là chống ma túy, chống cần sa, và chúng ta gọi là chiến tranh chống ma túy đó. Theo được biết thằng chẳng hạn như ở bên Mỹ Tây Cơ, Mexico, thì trong vòng vài năm qua dưới chế độ tổng thống cũ đó, thì bởi vì cái sự chém giết nhau giữa những phe phái, những băng đảng muốn kiểm soát về vấn đề ma túy cần sa đó, và do đó xảy ra cái vụ chém giết, và đương nhiên ảnh hưởng đến người dân thường, quân đội của Mỹ Tây Cơ phải nhảy vào, và cái số người chết trong vòng 3-4 năm qua cũng đã lên tới cả chục ngàn người, rất là ghê gớm. Và vì thế ngay cả bên Mỹ Tây Cơ hiện nay, theo một số nhà xã hội học cũng như theo cái nhìn hiện nay của chính quyền, có lẽ người ta sẽ bắt đầu là hợp thức hóa thì chưa có biết như thế nào, nhưng mà ta sẽ không có gọi là bắt một cách gọi là dữ dằn những người sử dụng hay là những người buôn bán xì ke ma túy. Và chúng ta thấy một điều oái âm đó là nước Mỹ là chi tiền cho cái việc sử dụng nhiều nhất về vấn đề ma túy,
mà không kiểm soát được, và cuối cùng phải nhờ đến những nơi gọi là cung ứng vấn đề xì ke ma túy. Do đó bên những nước Trung Mỹ và Nam Mỹ, người ta, những chính phủ đó, người ta hết sức là bực mình, bởi vì có cầu thì mới có cung, vâng. Cái đó là cái quy luật của thị trường, và vì thế người ta đặt vấn đề tại sao chính phủ Mỹ không kiểm soát ngay trong nước của họ, dẹp đi. Thì đương nhiên nếu như mà không có cầu thì người ta bán làm cái gì, thì đó là một vấn đề. Và bởi vì người ta thấy rằng là cuối cùng ra là dân của họ bị giết chết. Không biết bên Mỹ chết như thế nào họ chưa biết, nhưng mà dân của họ tại nước địa phương họ bị giết chết qua những cái vụ là giành nhau thị trường xì ke ma túy. Mà ngay cái ngân sách mà chống ma túy ở bên Mexico là do Hoa Kỳ cung cấp. Thì nó có một cái chuyện nó rất là phi lý, là mình nhờ người ta ngăn cản rồi bây giờ mình lại hợp thức hóa hay sao? Mặc dù là chưa hợp thức hóa đã là cái nhu cầu lớn như vậy, bây giờ hợp thức hóa nữa thì sao? Đó, thành ra cuối cùng rồi có lẽ là chính ở Mỹ này cũng sẽ có những cái nơi người ta sản xuất cần sa thay thế cho Mỹ. Và đây, những người nói rằng là việc hợp thức hóa về vấn đề cần sa, ngoài vấn đề kinh tế, vấn đề tiền bạc, vấn đề đánh thuế, thì có một số người thật sự người ta sử dụng đó vấn đề chữa bệnh thật sự, vấn đề để trị cái đau đớn, những bệnh ung thư hay là những bệnh khác. Nhưng mà ngoài đó, những cái tác dụng đó vẫn có những tác dụng xấu trên cơ thể. Theo như con thấy đó, thì đây này, có một số cái điều mà người ta không nói đến. Bây giờ chỉ nói về cái phía mà dược tính của cần sa thôi. Nếu mà cần sa có thể nói là cũng có thể làm chậm sự phát triển của vài tế bào ung thư, hoặc là có thể làm chữa cái bệnh migraine, tức là bệnh nhức đầu đấy chứ. Nhưng cần sa cũng là nguyên nhân của những cái việc khả làm cho trí nhớ người ta bị suy giảm, bệnh phổi không học hỏi được. Rồi đối với người đàn ông thì khả năng sinh sản cũng mất, và người đàn bà dễ bị ung thư hơn. Rồi những cái chuyện mà những người hút cần sa nữa, thì cha người ta có thể nói là sẽ cảm thấy tức giận dễ dàng, rồi cảm thấy muộn phiền vãng vất, hoặc bất thần tự nhiên cảm thấy hành động bạo lực. Đó là những cái điều mà người ta không nghĩ đến. Và đương nhiên để mà thỏa mãn gọi là cái cơn nghiện thì càng ngày người ta càng sử dụng nhiều hơn về vấn đề cần sa. Nhưng mà rồi người ta cũng sẽ qua những cái loại thứ ma túy nặng hơn nữa, nặng đô hơn, và cái chiều hướng này cứ tiếp tục gia tăng. Bởi vì đó là một cái thứ thuốc nghiện. Vậy thì nếu mà cần sa được hợp thức hóa thì mai này sẽ đến thuốc ma túy này sao? Rồi những cái đồ thứ khác. Thì cái đó là cái vấn đề tương lai mình không biết, nhưng mà chắc chắn sẽ xảy ra những cái tệ hại. Nhưng mà có một cái điều mà mình cảm thấy, con cảm thấy là hơi lo ngại, đó là nếu mà cho sử dụng cần sa đó thì cái cơ nguy của các trẻ em mà có thể tiếp xúc với cần sa rất là dễ dàng. Bởi vì thưa cha, bây giờ người ta dùng cần sa để người ta chế những cái thuốc, những cái loại soft drink á, rồi người ta làm cookie có cần sa trong đó nữa. Và các em nó đâu biết gì đâu, nó ăn và nó uống một cách tự nhiên. Nhưng mà những cái điều đó sẽ ảnh hưởng rất là tai hại cho các em trong khi nó lớn lên. Ngoài khía cạnh mà chúng ta nói về, nếu như mà hợp thức hóa vấn đề sử dụng cần sa và mua bán cần sa đó, thì chúng ta thấy rằng là bây giờ nếu như một người lái xe mà sử dụng cần sa lỡ tai nạn thì cái liability, tức là trách nhiệm thuộc về ai. Rồi vấn đề phải đặt luật ra là những phi công lái máy bay, những tài xế lái xe bus, lái xe lửa, tàu thủy vân vân. Và chúng ta thấy rồi, có những cái tình trạng là xảy ra do vấn đề sử dụng xì ke ma túy, nó ảnh hưởng gây ra tai nạn. Thì do đó chúng ta thấy hiện nay nhiều nơi vấn đề ngay cả sử dụng điện thoại cầm tay cũng không cho. Mà nếu như một người sử dụng ma túy thì đương nhiên nó ảnh hưởng đến cái đầu óc của họ, giống như là rượu vậy thôi. Thì nó chắc chắn nó cũng dễ dàng gây tai nạn. Cái tỷ lệ gây tai nạn sẽ nhiều hơn. Thì thưa cha, là trong một vài cái công ty đó, nó có nói là khi mà apply đó, thì nó có nói nếu mà anh sử dụng cần sa thì đừng bother to apply, tức là đừng có nộp đơn là gì, bởi vì chúng tôi không nhận. Nhưng mà bây giờ cái chuyện này hợp pháp thì mình tính sao? Thì do đó nếu như mà sử dụng trong công sở, mà nếu như hợp thức hóa, tức là được pháp luật công nhận,
thì không thể đuổi người ta, bởi vì nếu người ta làm việc người ta gây tai nạn vì người ta choáng váng hoặc người ta cảm thấy một cái điều gì đó vì sau khi hút cần sa thì lúc bây giờ cái công ty sẽ cái trách nhiệm của ai bị kiện hay là như thế nào đó, vân vân, thì có nhiều vấn đề xảy ra lắm. Trong lúc đó chúng ta biết rồi, thuốc lá càng ngày người ta càng gọi là hạn chế sử dụng, nhưng mà chúng ta lại cho việc hợp thức hóa vấn đề này, đương nhiên cái chúng ta thấy không được. Và dĩ nhiên một điều đối với giáo hội cũng nhìn nhận ra như thế này: hợp thức hóa vấn đề pháp lý không có nghĩa rằng là hợp thức, tức là hợp pháp về mặt luân lý. Bởi vì không phải nói rằng là để tránh cho trường hợp mà nạn mãi dâm không có gây bệnh tật lây lan thì bây giờ thì mình tập trung người ta một nơi rồi chúng ta rồi chích ngừa định kỳ hay là kiểm tra định kỳ và đánh thuế. Không thể, cái đó là vấn đề legal, nhưng mà đối với giáo hội mãi dâm nó không có phù hợp với luân lý. Hoặc là phá thai không có nghĩa rằng cho hợp chính quyền cho hợp pháp hóa phá thai không có nghĩa rằng về mặt luân lý là đúng. Đương nhiên đó là sai hoàn toàn. Và vì thế giáo lý giáo hội công giáo nó rất là rõ, và anh để ý đó là trong cuốn giáo lý giáo hội công giáo có nói đến những cái điều mà khuyên con người không được sử dụng những cái thứ thuốc mà làm nguy hiểm đến tính mạng hay là sức khỏe của mình, đó nó nằm trong điều răn thứ 5 là chớ giết người. Tức là chớ giết người. Và chẳng hạn như là số 2288 trong cuốn giáo lý công giáo nói như thế này: mạng sống và sức khỏe là những tài sản quý báu Thiên Chúa ủy thác cho ta. Ta phải lo chăm sóc cách hợp lý, nhưng phải lưu tâm đến những nhu cầu của tha nhân và công ích. Đồng thời cũng nói đến vấn đề của xã hội, đó là chăm lo sức khỏe các công dân là điều đòi xã hội phải trợ giúp. Để có được những điều kiện sinh tồn khả dĩ giúp cho con người lớn lên và đạt được sự trưởng thành đó. Do đó không phải là chính phủ, chính quyền đưa ra những cái luật lệ để mà làm cho sức khỏe con người càng sa sút. Rồi trong số 2290 ở đây nói về nhân đức tiết độ. Nói như thế này: nhân đức tiết độ dạy ta tránh tất cả mọi sự thái quá như ăn uống quá độ, lạm dụng rượu, thuốc lá và các dược phẩm. Những kẻ say rượu hoặc say mê tốc độ đến mức gây nguy hiểm cho sự an toàn của tha nhân, của chính bản thân trên các con lộ, trên biển hoặc trên không cũng sẽ mang tội nặng nề. Rồi số 2291 nói về việc sử dụng ma túy. Việc sử dụng ma túy gây nên những tàn phế nghiêm trọng cho sức khỏe và cho cuộc sống con người. Ngoài việc trị liệu thực sự, dùng ma túy là một lỗi nặng. Việc sản xuất lậu và buôn bán ma túy là những hành vi xấu xa, chúng trực tiếp cộng tác vào những việc làm trái luân lý cách nặng nề. Thì do đó giáo hội công giáo chúng ta nói rất là rõ vấn đề, cho dù hợp thức hóa hay không hợp thức hóa, vấn đề sử dụng xì ke ma túy là vấn đề là không có chấp nhận được về mặt luân lý. Bởi vì con người do Thiên Chúa tạo dựng mình phải bảo vệ sức khỏe, và nếu như cho phép sử dụng một cách rộng rãi hợp pháp xì ke ma túy là chúng ta vi phạm điều răn thứ 5 chớ giết người, mà giết chúng ta trước hết, chưa nói đến là giết hại những người khác. Thưa cha, nếu bây giờ hợp thức hóa rồi thì dĩ nhiên là phải có những cái bộ luật để mà nói về cái việc hợp thức hóa. Thế mà trường hợp bây giờ ai phạm luật, thì trước đây mình phạm luật xì ke ma túy, bây giờ mình phạm luật ngăn cấm xì ke ma túy thì sẽ phạt như thế nào? Đó, để đó là một cái vấn đề, cũng như là có những cái mức độ để mà trị những cái người xì ke ma túy, thì bây giờ qua cái việc tự do sử dụng thì cũng phải có những cái luật lệ gì đó. Bây giờ trở lại những cái việc mà ngăn chặn chẳng hạn, nếu mà mình không đồng ý cho người ta sử dụng xì ke ma túy là cái đó là illegal thì mình phải có hình phạt. Đó, thì hình phạt sẽ như thế nào? Đó, có một điều về vấn đề luân lý đó. Tâm lý con người chúng ta thấy như thế này: chính phủ nói rằng là nếu như anh không kiểm soát được thì anh cho nó tự do. Tâm lý là như vậy, ai cũng nghĩ vậy. Ngay cả trong giáo dục gia đình cũng vậy. Chúng ta thấy nhiều khi con nít nó đòi là mình không kiểm soát được, thôi kệ cho nó làm gì làm. Nhưng mà không phải là điều đó là đúng. Cái trách nhiệm của người cha, người mẹ và trong trường hợp xã hội của chính phủ phải có trách nhiệm đó, không phải nói rằng là tôi không kiểm soát được thôi thì để tự do, như vậy là không có được. Và ở đây cũng có một điều nên nhớ, như anh đã nói rằng là trong việc sử dụng xì ke ma túy đó, càng xa đó, khi mà càng ngày càng sử dụng thì vấn đề con người mất kiểm soát, mất kiểm soát bản thân, mình không cần kiểm soát mình được, và do đó ảnh hưởng đến những cái sinh hoạt khác, những cái hành vi khác, không kiểm soát được vấn đề hành vi tính dục.
tạo nên những cái hành vi tính dục gọi là vô trách nhiệm. Vâng. Thì đó, chúng ta thấy cái trường hợp đó, mình không có trách nhiệm đối với bản thân thì đương nhiên những cái việc khác mình cũng không có trách nhiệm thôi. Tức là nếu mà mình hợp pháp này nó sẽ đẻ ra những cái điều khác mà rất là nguy hiểm mà mình không biết nó như thế nào. Thành ra cái lối giải quyết mà hợp pháp hóa là một cái lối giải quyết rất là tiêu cực. Vâng. Và vì thế ở đây vấn đề là giáo dục rất là quan trọng. Vâng. Giáo dục từ trong nhà cho đến ngoài xã hội. Dĩ nhiên vấn đề phạt và phạt nặng vân vân đó thì đương nhiên vấn đề luật pháp, nhưng mà cũng để ý đến vấn đề xét đến trường hợp của từng cái cá nhân, một và những trường hợp vị thành niên vân vân, thì nhiều khi luật pháp cũng có thấy rằng là tức là one size fits all, tức là một cái luật áp dụng cho tất cả mọi người, nó không có đúng như vậy. Do đó đòi hỏi ở đây một cái sự giáo dục, cái sự kết hợp giữa tôn giáo và chính quyền và các hội đoàn khác để tạo nên một cái sự lành mạnh trong đời sống của gia đình, trong đời sống học đường và xã hội. Thì may ra thì cái người ta nhận ra được cái sự sai trái của việc sử dụng cần sa ma túy thì người ta không còn sử dụng nữa. Thì đó là những điều chúng ta mong muốn, cần đến sự cố gắng và tự chế rất nhiều. Vâng. Cuối cùng chúng ta phải có trách nhiệm. Vâng. Cảm ơn quý khán thính giả của TV Sáng Tin Mừng và Radio Mạng Cứu Giúp. Chúng ta sẽ trở lại với tiết mục này trong một thời gian gần đây. Xin cảm ơn. Xin kính chào quý khán thính giả. Lạy Thiên Chúa là người cha giàu lòng thương xót, vì yêu thương chúng con và để chúng con được hưởng ơn cứu chuộc, Chúa đã ban cho chúng con những huấn lệnh cũng như những giới răn để chúng con bước đi trong ánh sáng chân lý của Chúa. Một trong những giới răn quan trọng Chúa ban cho chúng con đó là mến Chúa và yêu người. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng con, dường như chúng con mến yêu Chúa lắm, nhưng chúng con lại quên lãng phần thứ hai của giới răn này, đó là yêu thương người thân cận như chính mình. Xin ban ơn giúp sức để chúng con biết áp dụng lời Chúa trong mọi biến cố trong cuộc sống của chúng con. Và chúng con cũng xin dâng lên Chúa đã ban cho Giáo hội Việt Nam một tấm gương sáng chói của sự tha thứ và yêu thương, đó là Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Ngài đã cố gắng áp dụng lời Chúa dạy vào trong cuộc sống để vừa yêu thương người ta vừa mến Chúa trên hết mọi sự. Xin cho chúng con biết noi gương của Ngài, hầu sống tốt hơn mỗi ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho toàn thể quý cụ, quý ông bà và anh chị em. Amen. Chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng xin được kết thúc nơi đây. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả. Xin quý cụ, quý ông bà và quý anh chị em tiếp tục thương yêu, nâng đỡ và yểm trợ cho TV Ánh Sáng Tin Mừng để chúng tôi có phương tiện phát triển chương trình ngày một lan rộng hơn. Mọi ý kiến đóng góp và xây dựng xin liên lạc về TV Ánh Sáng Tin Mừng, 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997, điện thư tv@tvastm.net. Quý vị cũng có thể xem lại chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng trên mạng lưới điện toán toàn cầu tvastm.net hoặc vào youtube.com. Xin kính chúc quý vị được tràn đầy hồng ân Chúa trong vòng tay yêu thương của Đức Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Xin thân ái kính chào.